Thưa quý vị khán giả, mỗi cuối tuần nếu có dịp đi ngang qua đường Hùng Vương, thành phố mới Bình Dương, quý vị sẽ nhìn thấy một nhóm khá đông người tham gia tập luyện hoặc thi đấu môn bóng chày vô cùng sôi nổi. Đây là môn thể thao rất được ưa chuộng tại Nhật Bản và sân bóng chày nói trên cũng được tổng công ty BKMS IDC xây dựng lên như một cách giúp các chuyên gia Nhật Bản sinh sống và làm việc tại Bình Dương và các tỉnh thành trong khu vực có được một sân chơi thể thao giúp họ vơi đi nỗi nhớ quê nhà. Câu chuyện sân bóng chày giữa lòng thành phố mới Bình Dương bắt đầu vào khoảng năm 2017 và đến từ ý tưởng của ông Hirata Suzy, giám đốc điều hành khối kinh doanh công ty BKMS Tokyo. Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan là một trong những cái công ty có cái số lượng doanh nghiệp đầu tư rất lớn tại Việt Nam cũng như là tỉnh Bình Dương. Thì năm 2020 thì môn bóng chày được đưa vào thi đấu ở Olympic, đó là cái môn softball. Thì khi mà chúng tôi nhận thấy rằng là ở Bình Dương có rất là nhiều chuyên gia Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản sinh sống nhưng lại không có một cái bộ môn thể thao để mà giúp họ kết nối với nhau, giúp cho cái cộng đồng người nước ngoài có thể là enjoy hơn cái cuộc sống ở Bình Dương á, thì chúng tôi đã nhờ với chủ tịch của IDC, chúng tôi đã đưa cái đề án về cái việc mà xây dựng cái sân bóng chày để giúp cho các cộng đồng người nước ngoài của các doanh nghiệp mà đầu tư lớn tại Bình Dương có thể có một cái sân chơi môn cái thể thao gọi là môn thể thao quốc dân. Không chỉ là cái việc mà để cho cộng đồng người nước ngoài các chuyên gia được chơi môn thể thao này, chúng tôi còn có mong muốn rằng là sẽ phát triển bộ môn bóng chày tại Việt Nam để cho Việt Nam có thể có một cái bộ môn thi đấu trong tương lai. Nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ tổng công ty BKMS IDC về mọi mặt như cấp quỹ đất, kinh phí, thiết kế và thi công mặt sân cỏ nhân tạo. Đầu năm 2019, sân bóng chày đạt chuẩn đầu tiên và duy nhất tại Bình Dương, rộng gần 8.000 m2 cùng một số công trình phụ với kinh phí xây dựng gần 6 tỷ đồng chính thức đi vào hoạt động. Đến nay, sân trở thành điểm hẹn hàng tuần của rất nhiều chuyên gia Nhật Bản đang sinh sống, làm việc tại Bình Dương và trong khu vực Đông Nam Bộ. Riêng với ông Hirata Suzy, giám đốc điều hành khối kinh doanh công ty BKMS Tokyo, không chỉ dừng lại ở sân chơi thể thao cho các chuyên gia người Nhật, việc phối hợp với Hiệp hội bóng chày Nhật Bản để phát triển bóng chày tại Bình Dương là mục tiêu ông hướng tới trong tương lai. Với đơn vị phát triển GBBA là cái tổ chức hiệp hội phát triển bóng chày của do người Nhật lập lên, nhưng mà chúng tôi có liên kết với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương cũng như là Hồ Chí Minh. Thì kế hoạch đầu tiên đó là chúng tôi sẽ tập hợp trẻ em Bình Dương lại để mà tổ chức chơi bóng chày. Thì chúng tôi muốn là đầu tiên là các em hiểu cái đó, môn đó là môn như thế nào, và có nghĩa là một em cũng được, hai em cũng được bắt đầu yêu quý môn bóng chày đó. Thì đó là cái căn bản để chúng tôi phát triển cái việc mà môn thể thao bóng chày ra ở tỉnh Bình Dương cũng như là ở Việt Nam. Cái điều thứ hai đó là chúng tôi ở Nhật Bản thì có rất là nhiều tuyển thủ bóng chày nổi tiếng đã về hưu, nhưng mà họ không có dừng cái hoạt động bóng chày tại đó mà họ rất là tích cực để tham gia các hoạt động tại nước ngoài để quảng bá môn bóng chày. Thì chúng tôi sẽ mời những cái tuyển thủ Nhật Bản bóng chày nổi tiếng đó về giao lưu với các em để tạo động lực cũng như là tạo cái niềm yêu thích cho các em chơi bóng chày. Sân bóng chày nằm giản dị trên đường Hùng Vương, thành phố mới Bình Dương, nhưng câu chuyện khởi nguồn của nó lại mang giá trị như một biểu tượng của tinh thần hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản. Ở đó còn chứa đựng tấm lòng hiếu khách, nghĩa tình của người dân đất thủ dành cho những người bạn đến từ đất nước mặt trời mọc. Qua đó khẳng định, bên cạnh môi trường sống an toàn, đẳng cấp, đến với thành phố mới Bình Dương, các chuyên gia nước ngoài còn được quan tâm đến đời sống tinh thần và thể chất thông qua các hoạt động thể thao. Đây là một trong những yếu tố quan trọng đưa Bình Dương tiếp tục phát triển, nâng tầm hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực, tiếp cận các cơ hội đầu tư mới.